Ở trên đây là các bạn nhìn sơ ngang tưởng là cái chuồng vịt. Ở dưới đây các bạn nhìn xuống đây là cái hồ bơi. Nước lĩnh tĩnh như cái biển á đù vậy à. Ôi bó tay chấm cơm luôn bạn ơi. Giờ là mình lót gom, lót sậy rồi lên nha các bạn. Lấy đính, lấy đính lại đi. Đính hả? Hả? À, lấy cái đính mày đó. Con cây sao đúng hết? Ừ, cây đâu được nữa rồi. Cây đâu còn ngon nữa. Đùa. Giờ anh em mình sẽ đẩy cái lỗ lại nha bạn. Đừng cho gió lọt vô, nếu gió lọt vô uống đau bụng. Ừ. Thì anh em sẽ bịt lại. Cái gì còn lại? Để khoảng 2 tiếng hồ sau anh sẽ có nước uống. Anh em mình sẽ tận dụng như cái chuối này, anh em sẽ có nước uống nha bạn. Bữa nay anh em không có đem nước để bọn thì uống chưa? Cái vực đá đâu thầm? Dạ. Mấy đứa nó đỡ tươi à? Mà ăn được không? Không biết. Mình không biết, mình đừng thử. Trời trời ngọt vậy. Trời mới ngọt. Nè nhìn này cái màu gì mới ngon rồi. Trời ơi trời. Đập ta. Trời thơm vậy. Tăng quá. À xin chào tất cả các bạn nha. Hello các bạn nha. À bữa nay anh em mình lại vô ruộng tiếp tục làm clip cho các bạn xem. Hôm nay anh em mình vô ruộng thử thách 12 giờ trong ruộng nha bạn. Anh em mình sinh tồn trong đây chỉ có một tay lưới và một cây dao thôi. Đây tay lưới khổng lồ cũng 5 cù lon. Hổ hổm, lấy tay lưới kia văng qua ổng banh tay ổng đốt luôn rồi. Giờ này chửi chết luôn. Giờ đi đâu ổng xiêm tay mới nha bạn. Bữa nay anh em mình sẽ vô đây tự sinh tồn. Ủa sao ra? Tự bắt. Hả? Vũ ơi. Vũ ơi. Trời ơi trời. Ai ta lưới của ông già mình á, ông đã già, ông văng hết nổi giờ ông chuyện cho mình nha bạn. Đây chứ là của hồi môn vậy đó. Anh em mình sẽ vô đây dùng tay lưới này, anh em mình sẽ sinh tồn 12 tiếng hồ đây nha. Có cái chòi luôn. Trước mắt sau lưng của anh em mình là con chòi. Cái chòi quyền thoại. Hồ bơi. Ở trên đây là các bạn nhìn sơ ngang tưởng là cái chuồng vịt. Ở dưới đây các bạn nhìn xuống đây cái hồ bơi. Nước lĩnh tĩnh như cái biển á đù vậy à. Ôi bó tay chấm cơm luôn bạn ơi. Ông xuống cái đi. Ông cô đen xuống cô đen. Bữa hôm anh em mình tắm vô đây là thử thách sinh tồn trong cái chòi này mà thật sự cái chòi nước không mà đâu có ở được bạn. Giờ anh em buộc ở trên bờ thôi. Trời ơi. Đồ dữ hả? Lạnh dữ hả? Trời ơi nước hồ bơi mà. Hồ bơi tinh khiết mà. Ê. Thành không. Ê họ lấy nước đó uống. Đồ. Thôi nước uống xì mũi bạn. Anh em mình sẽ không đem nước theo uống mà cũng thêm không đem thứ gì thôi ăn. Anh em mình chỉ đem theo tà lứ. Anh em mình sẽ bắt được cái gì ăn văn lứ dính con gì ăn con đó. Anh em mình không có nước uống, anh em mình sẽ lấy nước chuối hay là nước sông. Nhớ mẹ quá. Mày cay vậy. Thôi giờ anh em mình sẽ đi văn lưới nha bạn. Để kiếm số cá hỏi anh em mình có thể là làm hai nướng hay là ăn sống hay là gì đó. Bây giờ anh em sẽ đi xuống sông rồi văn lưới. Kiếm nước đi. Kiếm nước đi. Nước hả? Kiếm nước đi. Nước cái sông nhất kệ. Uống nó chắc xì mũ cất dịch không à. Bữa hỏi tao không có chết. Tao nói mày bắt quá chọc bụng chút đỉnh à. Tao đau hơi. Ê ê ê văn nhầm vậy. Thôi giờ anh em sẽ đi văn lưới nha bạn. Wow. Cái chòi này tính ra vô đây ngủ chăng cuối cùng cái chòi này sao ngủ nước như cái biển thì sao ngủ à đâu vậy hả? Trước cái chòi đi. Một hồi anh em sẽ văng tay lưới xong anh em sẽ tu bổ cho cái sàn nhà này cho nó khô ráo lại nha các bạn để anh em có thể nằm nghỉ ngơi rồi. Thôi giờ anh em văng lưới trước mắt là anh em văng cái lân lưới trước đây. Đây là cái căn nhà của anh em mình sinh tồn được đó. Quay lên cho bạn xem giờ nó đã tàn theo mây khói. Không còn chờ, không còn dấu vết nữa. Người ta đã sang bằng tất cả để người ta xây nhà lầu đây nha các bạn. Tại bữa hôm anh em mình làm clip sinh tồn ở đây có rất nhiều bạn yêu cầu anh em mình sinh tồn lại một lần nữa. Bữa nay anh em mình sẽ tiếp tục vô đây sinh tồn các bạn. Hiện bây giờ là gần 10 giờ rồi, 9 giờ mấy rồi. Giờ anh em sẽ gắn xả chú ra để anh em mình có thể giữ chữ nước nha bạn. Đang hỏi anh em mình cái văn lưới khắc nước hay làm gì mệt mỏi có nước uống nha bạn. Chắc thật sự anh em không có đem theo miếng nước đủ hết. Anh em mình chỉ sinh tồn chỉ một cây dao và một tay lưới thôi. Hôm nay văn lưới không dính có thể anh em mình sẽ tàn sát ở nhà ăn thịt lẫn nhau cũng chừng. Để tôi tàn sát không chứ chắc này đói dễ à. Siêu đây ra đụng chứ à. Sao mà uống cái bụng cơm? Cái bụng mình chà phá bây giờ nó xếp đép vậy nè. Là các bạn biết là mình có ai đói rồi nè. Bự thử kỹ nè. Thôi giờ đi kiếm nước nha bạn. Anh em mình không có vô đây có mùa tết một mà mấy ông chăn dịch nó cũng xả rác vậy nè. Dễ tiền hả? Lát tụi mình sẽ vệ sinh nha bạn. Xung quanh mình toàn là rác. Đây ruộng lúa giờ ta xả không biết bắt cái gì để ăn nè. Bây giờ anh em mình sẽ tạo ra nước để có thể anh em mình uống nha bạn. Giờ là... mình sẽ chặt cái chuối này. Cái chuối này nó ở dưới nước ngập nó sùng rồi nó không có buồn đâu. Giờ anh em mình sẽ chặt cái chuối này để họ anh em mình kiếm nước uống nha. Đây. Chuối của ông cứu nội ta đã gọi đó. Hừ. Thằng này giống bóng rồi chứ. Giống bóng rồi chứ. Thả mình nó đã. Ê. Đó.
Rồi. Đây, cây chuối nhẹ quá các bạn cứ giặt ngang. Xong nước, rồi. Nước luôn nè. Nước nóng à. Phát xuống nha bạn. Ồ nó chảy nước nè. Thì đó, nước của chuối rồi. Mình sẽ phát nha bạn. Sâu xuống. À, lẩu chuối ăn ngon đó. Cái lẩu chuối đó. Lẩu chuối ngon đó. Ừ, lẩu chuối hả? Đi, đi đây. Nước quá trời luôn á. Trời nước lắm, mình mong mình xài. Giờ anh em sẽ khoét nha bạn. Khoét một lũ vuông cho nó ứ nước lại đằng hồi anh em mà có nước uống. Nước nó chảy ra quá trời dư luôn nè. Nước lắm. Trời nước. Nước à, nó chưa nước chờ đầy nhóc nước luôn nè. Ôi. Đó, để cả 2 tiếng hồ là nó sẽ đầy nước luôn nha bạn. Gái gì à, khoét cái bụi quýt luôn. Chứ lấy gì nào giờ. Nè bạn. Để heo có cây cây hàng này hà bởi đâu có được khoét đâu. Nó đốn qua cái bạch đằng nó khoét hủ cái xì mũ luôn quá chắc chết luôn quá. Trời ơi, bệnh chết bỏ. Nè các bạn, tính tọn nha bạn, vô đây để một chút xíu đừng có nước nha. Giờ đậy lại. Gì vậy? Cụ móc. Gì vậy? Cái còi hả? Cụ móc. Cái này á ban đêm nó nhiều nước lắm nha bạn. Ước bổ mày không ấy. Ai có cái súng cơm cả. Vũ khí hạng nặng. Ủa có súng cả. Ủa có tôm luôn cả. Ờ có ôm bụi cả. Ôm mặt, ôm mặt nhỏ. Con nhỏ mới đóng à, ôm mặt này con mốt có lý rồi nha. Mình sẽ bắt ôm mặt này mốt nó bự lên, mình sẽ bắt lấy mặt nó ăn. Còn mà lấy cái giọng đó mình sẽ nấu cháo ăn. Wow, mình ngon à. Điệp lắm. Lấy con ong để chích ong 8 vít. Bay ra bự. Không bay. Dính rồi. Về đó nó dạng lắm. Rồi. Giờ anh em mình sẽ đẩy đẩy cái lỗ lại nha bạn. Đừng cho gió lọt vô, nếu cho gió lọt vô uống đau bụng. Bự. Vậy anh em sẽ bịt lại. Cái gì còn lại? Để khoảng 2 tiếng hồ sau anh sẽ có nước uống. Anh em mình sẽ tận dụng những cái chuối này, anh em sẽ có nước uống nha bạn. Bữa nay anh em không có đem nước thì bọn thì uống chưa. Mất cái cây này không đào được đâu. Đó, hột lại. Hột lại. Đấy. Gì chuối luôn ha. Mình là người nguyên thủy ở trong rừng phải tận dụng trong rừng trong gú phải có người nguyên thủy sống rồi học nhẹ thôi rồi rồi thêm chút đi rồi rồi ok giờ anh em sẽ đợi đây nha bạn 2 tiếng hồ sau anh em mình có văn lưới có mệt mỏi có khát nước thì anh em lại đây lấy nước để uống nha thôi giờ anh em mình sẽ làm thêm vài góc cái này nữa cho anh em mình thời gian anh em mình đi văn lưới nha bạn đấy chị còn dài mà nhầm chục tiếng lận mà tao quay nó xả một cái nó cối xả một cái giờ làm thêm cây nữa nha bạn. Đây là cái cây chuối của người ta mới chặt buồn nha bạn. Đây người ta chặt trong này chẳng còn cái gốc anh em mình sẽ tận dụng anh em mình sẽ chặt cây này để anh em mình lấy nước luôn nha bạn. Một nhát một ôi trời ơi chặt kêu tao bằng ngang cái gì chặt sức kìa đó đó rồi rồi anh em nước gì nước dạ cây này nước nhiều hơn cây nãy nè nước à nước mịt mông luôn nước à giờ anh em mình sẽ phát ban lỗ cái con cây nha bạn. Ủa, lỗ xịt lên nước kìa hả. Đấy cây mày đâu, cây đâu, từ từ đi. Nước quá trời nước luôn rồi. Ừ, nước dữ lắm nhiều luôn nè. Ghé hả. Đây bạn, đây là một cây chuối của ta đã ăn buồn rồi nha bạn. Còn cái gốc, anh em mình sẽ tận dụng cây này luôn nha bạn. Giờ, anh em mình sẽ khoét ra làm nước luôn. Tôi là cây hữu nhất. Ủa, nước rồi. Quá trời luôn nè. Một thằng một cây nha, hồi có ai uống nha. Nước quá trời luôn nè. Mới có đạo chút xíu vô nước quá trời luôn các bạn ơi. Nè. Không. Cây đó nước nhiều quá rồi. Cây này nước nhiều hơn nè. Cây bự ghé nè. Trời ơi trời. Cái xịt nước ra. Trời nước gì dữ dữ hả? Wow. Cái này bự ra nước này, cái giáo nhiễu nè. Nước ghé hả? Máu, máu. Máu. Giờ anh em sẽ khoét cái này luôn nha bạn. Hồi nữa anh em mình một thằng một gốc. Quá wow. Trời, trời, trời. Xịt nước ghé hả? Ủa nước ra, nước chảy ra. Trời, trời. Nước xịt ghé nước mát á. Ở cái nước giống nè. Để tôi cái này cho. Ok. Đó. Nước xịt quá trời nước luôn rồi. Đào như đảng luôn nè. Wow. Qua wow, rồi thôi rồi kìa nè có nước nè bạn nè. Ôi ôi nước ghẻ hả qua wow, cái này nước hơi bị nhiều à giờ anh em sẽ đào nha bạn đào chừng nào cho có nước thì anh em sẽ bịch lại để cho nó gió lọt vô nha đây là sống rồi nhớ bạn được 3 cây dễ rồi à mới đây chút xíu là có nước rồi nè cây đó nước nhiều quá hoặc là cái đó là bình lĩnh bình nước luôn đó đúng rồi cái đó cho cameraman thôi giờ anh em mình sẽ đi văn lưới nha bạn để kiếm mồi ăn đâu trời có nước uống không có mồi ăn làm gì vậy cá đủ chứ hả ôi tạm ơi cái vườn cá đâu thầm gì dạ ủa mấy đứa nó đỏ tươi à ủa cái gì lạ hả đỏ ta em đi ăn đậu hoa mới hay ủa đúng còn đâu nữa không ơi có con trái à chịu cho ăn đi cái này tiêu rồi dạ nè đỏ tươi luôn cái nó ngon lắm nè cái chín rồi đó chan khe luôn nè ủa cái gì ngon vậy trời sao hú qua gừng như vậy giống lá hú qua không có chắc nè mà ăn được không không biết mình không biết mình đừng thử trời trời ngọt vậy hả trời biết ngọt nè nhìn đây cái màu gì mới ngon rồi trời ơi
đập ta. Ở thốt vậy. Đắng quá. Ăn được không? Không. Đắng lắm. Sao cái thấy ông nói ngọt lắm mà. Nó ngọt ngọt ăn đắng. Để chó. Đem chôn. Chết lạ. Trời ơi, chạy ăn cho tao lao, lao cho tự sống cái không nổi. Mới đầu mày liếm vô nó ngọt. Nhưng mà hồi đáng ghét à. Kìa. Bởi vậy mới nói. Thế nhìn tới đỏ tươi mà bạn. Nghe ngon nhìn tới nó. Thôi cái bỏ nó còn đắng mà. Kìa. Đắng. Hồi chết ăn được đâu mà, đừng giới tới đó nha bạn. Ăn có thể là tử vong tất cả. Chắc tất cả một lúc á. Thôi đi dẫn dân lưới đi. Bây giờ những công tác anh em mình kiếm nước uống đã có rồi bạn. Giờ anh em mình sẽ đi kiếm mồi để anh em mình có thể sinh tồn từ đây tới chiều nha bạn. Mà còn tới cả chục tiếng nữa bạn. Nãy giờ tôi thấy làm công tác kiếm nước mà tôi khát nước nãy giờ muốn chết rồi đó. Mày khát thì phải từ từ. Có mày hôm nay nên nước miếng từ từ thôi. Tặng chừa nhiên liệu lại. Để cho nó đỡ khát nữa không. Nếu mày nuốt nhiều quá mày sẽ khô cái họng, mày sẽ không còn nước uống. Bây giờ anh em mình sẽ đây đắng khiêng cái xuồng anh em qua sông bên kia giăng lưới nha bạn. Đây tay lưới của anh em mình đây. Đó tay lưới khổng lồ dài lắm. Thôi giờ lắm luôn nha bạn. Kiếm cá lên nướng hay là lam hay là sam. Ơ nước đó, nước đó. Ê, nước kìa. Ơi có nước kìa. Nước đó không anh? Thấy thùng luôn rồi. Dịch mà trời ơi nước. Nước gì đẹp gái vậy, nước nó chắc mua liền luôn á. Thôi anh em đi ăn lưới rồi. Nước các bạn ơi. Trời cái nhà đẹp ta. Vô nước này uống đi. Đây có nước nè. Cái nước này uống đi. Nhà ngầu dưới trời. Nhà của ai hả? Nhà của mình chứ. Nhà của bộ tổng trái đỏ. Bộ tổng trái sam. Bạn có con dịch xiêm đậu đen hù lùi đắng kìa. Gì dịch xiêm nổi. Con gì? Con còng cốc. Chỉ con vịt xiêm mới đen thôi chứ con gì cốc con gì ông nội, con còng cốc. Nó kìa bắn đi, bắn đi sao. Các bạn coi mình nhìn nào, mình ném nó khá nước đầu lìa lên rồi. Mất cái dao cái rồi khỏi xuống đầu mới khổ nè. Thôi đi ăn lưới bạn ơi, ta khó quá bỏ qua đi. Lấy cái xuồng. Con còng đậu lìa rồi, nó nướng ăn ngon không sao. Con đó ngon luôn á chứ. Vịt xiêm mà. Thôi giờ khiến xuồng đi qua sông ơi. Cắm nắm tay coi. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Hứa với em một câu sẽ đi cho được. Nhẹ quá. Sao nặng như ta? Gì nắng? Xuống rồi con nhìn. Mình nắm một tay đi băng bông nè. Phải không? Giống như lôi con đi á chạy. Chết cái dòng. Xuống nhẹ ta hả? Con đi con đi chơi vậy hả vậy? Con đi học cái gì á? Nhẹ ta. Rồi nước không vậy? Nước không vậy anh? Rồi. Xuống sông. Ê, có mấy cu le nè, không sao. Có mấy cu le nữa nè. Ê, có mấy cu le đặt con mày lên chạy. Hả thủy, hả thủy. Hả thủy, hả thủy. Thủy đánh bộ. Ê, trâu tiêu kìa. Ê. Ông ngồi thì phá. Ngồi phá, trâu tiêu sao má. Tao đi trên sông trăng xanh. Ừ. Nước tao chìa. Thôi dạ anh em hãy dặn với sông các bạn. Anh em không dặn con kinh. Lắc hoài rồi. Phải lắc hết trời. Bò xuống đường quá. Đẹp không ạ? Ông tiều phu già. Ba con cá già. Lão đánh cá là con cá già. Giống một lão tóc giả chứ trời. Tóc giả đâu vô tư lý ông nội. Nắng quá trời ơi. Lẹ đi ông nội ơi. Mát vãi yêu ra nắng. Tiền em đi trên sông trăng sáng à. Hả lưới à. Còn hôm nay là dính được cá vàng nha. Hôm nay cá vàng hả? Hôm nay là hả điệu ngoại nha. Điệu nghệ dính cá dính hồng nữa à. À gần lát chút xíu. Anh em mình chơi lưới 3 màng nha bạn. Lưới 3 màng nữa hả? 10 màng luôn. Lưới cũng còn đậm luôn à. Dạ không? Giống cô gái đánh tè không? Thôi thôi. Thôi thôi lưới tốc độ thì biết là gì không nè? Hả lưới mà lại tốc độ bằng thợ. Bạn chạy chạy đủ ra. Đang tranh bắt vàng ở giọng quá. Lưới bò có cây đó. Vô đây chứ ông hồi. Hồi ghe nó banh vô lưới mình sao. Gì cái hả? Bơi. Ai nước ở chuồng chịu nha. Nước ở chuồng. Tới bà ơi. Tới đây là thằng Hùng của chiếc mũi Cà Mau rồi. Nó dài muốn chết rồi hết luôn. Lật xuống. Lật xuống. Thôi dính cá vàng kìa. Dính cá vàng rồi, cá vàng thôi. Dính cá vàng rồi, cá vàng nhớ kìa. Rồi, cá vàng kìa. Vàng kìa. Đây, dính được cá xanh. Cá xanh. Bỏ vô xô đi. Bỏ vô xô.
Dính rồi. Còn nữa. Hai con rồi. Con này nó ghê nè. Đỡ con này. Trộn văn xong luôn. Trộn cho ai té. Đau quá. Ê! Nước vô chưa hả? Chịu hết, chịu hết. Rồi, 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 lên đi bay. Anh em mình đã hoàn thành rồi. Anh em nhớ ra. Ờ, sao chỗ này nó mềm chứ hả? Gì? Đám nó lũ rồi. Lũ chắc ké đâu không anh? Ôn! Ôn! Đang đua ghe ngô. Thấy mày ok lắm rồi đó, thấy mày ok lắm rồi đó. Ôn! Em đang đốn những cái che ngã ở bờ sông nha bạn. Em đem về bển anh em mình sẽ kiên cố cái nhà đi công tác mình lại. Mấy cái che này với anh em mình dọn sạch lòng sông giùm tao cho ghe dễ chạy. Xuống đây. Bước lên theo kia hồi lúc. Bước này là không đúng nè. Ừ. Bước đó không đúng đó. Bước này không đúng nè. Ơi, ơi, ơi. Ơ, cái gì đó nè. Cho ba con xui. Á đâu quý. Tao có con xui đây nữa ba. Ba con xui. Ôi trời ơi. Con ổn giáo ơi, ba con xui ai xài dục tụi lắm. Trời ơi, xin nhá, xin đồng cô. Ba con xui kìa, á đâu quý vậy. Không, không. Không phải. Ngồi trên sông cũng leo, xin nhá yếu xìu quá. Check out the chair. Bóp vô chỗ đầu. Bóp vô. Bóp vô chương. Bóp vô đầu. Bóp vô kè. Bóp chương. Bóp cái chỗ cò. Điều mấy má. Oh yeah. Chưa vô. Chưa vô. Vô. Này nắm lên cho. Chạy gió rồi. Chạy cháo rồi. Nắm lên cho. Chạy cháo. Nắm lên cho. Cầm cháo đi. Chạy mẫu rồi. Chạy mẫu rồi. Chạy máu sâu rồi. Đá nữa đi. Đập sức quá sâu rồi. Ôi trời. Chạy máu rồi các bạn ơi. Ôi chóc da luôn. Ôi ôi. Chóc da thôi. Bao xe. Mình mấy đẹp chưa. À đâu chứ à. Ôi trời nó quả ối xìu quá. Đốn xong mấy cái tre nha các bạn. Một xuồng tre rồi. Giờ mình phần thăm ta lướt rồi nha các bạn. Ôi! Đây đây đây. Ô Quy nha. Ê con mắt nó quét kìa. Ờ lấy trời. Lấy số đi. Ôi sao con mắt nó quét hả? Lấy số. Cô Quy, cô Quy. Ờ. Có động nó đồ ăn rồi, có đồ ăn rồi. Lẹ 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 chuyện xảy ra nó ké luôn. Có đồ ăn rồi, có đồ ăn. Một ăn cô Quy nha các bạn nè. Ê con mắt sao nó mắt nó quét lắm ha. Con Lý à. Vô vô số. Vô số. Vô số. Có cá rồi nha. Dở lên rồi. Một mẻm. Thì dễ dữ không anh? Giờ hôm nay lưới dài thẳng luôn nha bạn, kiếp bạn khiêm con nó coi. Tại vì vậy? Anh em có thể là món chống qua cương đấu này coi. Cái nồi dính cây. Ê, nước có dịch không á? Ok đó. Tao không biết dịch gì. Nước đá còn không? Chơi gì đá dưới đây không ba? Đá dưới đây má. Đồ. Bây giờ xong rồi các bạn ơi. Chắc không có dính nào nữa đâu. Ở xù à. Còn nước còn hết bạn. Ở sao dướng dùm lắm mày. Ở dướng cái xuồng. Đây, giờ anh em mình đã đem mấy cái tre lên bờ xong nha các bạn. Giờ mình mãi anh em mình ướt chân rồi, áo mà anh em mình phơi rồi. Bởi vậy anh em mình ở chặn mong các bạn thông cảm nha. Cháu hàng mỏi quá. Mỏi mập, mỏi ốm. Mỏi da đỏi, mỏi răng căng tay vậy đó. Giờ anh em mình sẽ chặt những khúc tre này đặng làm cái sàn nhà dưới cái nhà đồng đất luôn nha các bạn. Nước ngập quá. Giờ anh em mình sẽ chẻ tre xong các bạn. Giờ anh em sẽ đem đây anh em binh lại. Binh lại cái ngôi nhà dưới lòng đất mình được nước ngập quá. Trời nước ngập và nước lũ dâng cao. Dâng cao bao nỗi sầu đau. Mình hạnh phúc hả? Ngôi nhà một một mâm tích niềm tranh ba giả tim vàng đó. Giỡn hả? Giờ là mình
lót gom lót sậy rồi đó nha các bạn. Lấy đinh nút, lấy đinh nút lại đi. Đinh hả? Ờ, lấy cái đinh mày đó. Con cây sao đúng hết? Ờ, cây đóng được rồi. Rồi. Cây đóng ngon nữa. Đù. Chạy nó đi vậy vậy chút không? Rồi vậy chút nó đi. Thêm nó đi. Thêm nó đi. Ồ, hơi bị ngầu không các bạn? Hiểu không? Không ngờ cái hầm của bí mật của anh em mày bị nước ngập quá, xa nước ngập. Giờ anh em chẻ thêm nước chè nè bạn. Bây giờ chẻ chè thôi. 2000 years later. Bây giờ anh em mình sẽ xuống đây nằm nghỉ ngơi chút bạn ơi. Rồi khúc 9 giờ mấy giờ anh em cũng lao động cũng mệt nhọc lắm rồi. Không biết hả? Ngồi xong lội suối. Chào các bạn nha, kết thúc clip nha các bạn. Giờ tụi mình ngủ nha các bạn. Sửa trời lại quy mô rồi đó, cũng thừa đó. Giờ anh em xuống đây. Xuống đây nằm ngủ thôi, đã đâu vậy. Ê sập cái chạy. Có sập đâu, cái sập. Trời trời các bạn khờ các bạn. Cửa đây rồi. Giờ nước hết ngập ra, bao đầm nước luôn. Bao đầm đất luôn, đất luôn. Nè, khờ không? Trời ơi trời nó mát cái đã. Im như đạn luôn. Không mà mát ghê các bạn. Mời trời. mời phim ra review căn nhà bí mật đi. Vô cơm luôn. Im lắm. Im à. Trời ơi trời, trời cái đất nó khờ luôn trời. Đốt nha. Ui à. Ồ. Đỡ các bạn. Tôi biết nha. Ở cái này mà ngủ là ngon luôn mấy má. Thằng ngồi vừa luôn nha. Im á. Giờ rồi. Kiếm bông hoài đi. Khừ luôn chạy. Ngủ hoài. Kiếm bông hoài đi. Ba ngủ có khừ không? Giờ mình ngủ đi chút xíu rồi đi vợ cả. Anh em mình sẽ nằm nghỉ chút đỉnh nha bạn. Xong rồi cỡ 4 giờ đi anh em sẽ đi hầm lưới xong lên nướng cá ăn. Rồi anh em mình sẽ kết thúc clip sinh tồn trong đây. Vậy anh em mình nghỉ chút được mệt quá. Còn đi bắt đủ thứ gì? Thì hồi nó mà đi gỡ lưới mà đi bắt dẹp. Bắt gái. Bắt gì? Bắt gái. Bắt gái hả? Bắt gái. Bắt gái. Vô đây là cái chỗ này là ngon lành liền. Trời trời. Cái chỗ này mà có con gơ đây hứa bật già luôn quá trời. Chắc động đất không quá. Cái sàn này không chịu nổi đâu nha. Thì bây như động đất nha. Đó kìa. Hinh hinh hinh. Trời trời động đất. Thôi anh em nằm nghỉ chút nha các bạn. Rồi chút xíu nữa anh em mình nghỉ mệt cỡ nửa tiếng hồ anh em mình thức dậy anh em mình sẽ đi thăm lưới và sẽ bắt những món Ê! Á! Chị già kìa! Chị già! Trời ơi! Đồ dữ dạ, không biết la nữa hả?